Một đoạn đường cao tốc của Brazil dường như yên tĩnh gần một thành phố mà mọi người nói rằng bị nguyền rủa. Đoạn đường ngắn đó chính là xa lộ 262 mà nhiều người đã mất mạng trong hàng loạt vụ tai nạn xe hơi trên con đường. Thậm chí còn xa lạ hơn, nhiều vụ va chạm trong đó dường như chỉ do một mình chiếc xe, không rõ vì lý do gì mà người lái xe đã đột nhiên mất kiểm soát, chiếc xe lao ra đường hoặc thậm chí là lật xe. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 5, một chiếc xe tải chạy trên đoạn đường 262 đó thì bất ngờ mất lái, đâm vào một ngọn dốc ở mé đường có quá nhiều cây cối và những tảng đá to, khiến cho chiếc xe méo mó, hư hỏng hoàn toàn, người lái xe đã mất. Nhưng khi cảnh sát đến để điều tra nguyên nhân cùng với một nhóm tin tức truyền hình để quay đống đổ nát cho bản tin của đài truyền hình địa phương, thì tất cả người xem trong buổi phát vô tuyến đêm hôm đó đã có một phen ớn lạnh đến tận cốt lõi. Saída para Três Lagoas, esta caminhonete capotou e um idoso morreu na hora. Bạn có trông thấy nhiều người xem đã nhanh chóng hốt hoảng chỉ ra rằng máy quay truyền hình đã bắt được khuôn mặt của một đứa trẻ xuất hiện từ hư không. Đây rõ ràng là khuôn mặt của một đứa trẻ bên trong một chiếc xe tải bị lật. Đầu tiên nó ở bên trong chiếc xe, sau đó nhanh chóng xuất hiện nhìn qua cửa sổ phía trước. Bạn hãy nhớ rằng tất cả mọi người khi thực hiện phóng sự ở đó vào lúc 3 giờ sáng. Vậy tại sao một đứa trẻ lại đi lang thang trên đường cao tốc rồi đi vào bên trong chiếc xe đổ nát đó mà lại là xác của một chiếc xe tải trong đêm muộn? Điều kỳ lạ hơn nữa là đây cũng chính là chỗ mà cách đây 2 năm về trước thì một đài truyền hình địa phương khác cũng đưa tin về một vụ tai nạn của một chiếc xe bán tải gặp tai nạn ở chính chỗ đó, đã đâm vào cùng một chỗ khiến cho cậu bé trên xe mất mạng một cách thảm khốc. Dentro da caminhonete estavam 6 pessoas, entre elas uma criança de 8 anos que morreu na hora. Vậy đây có phải là đứa trẻ đã qua đời trong một tai nạn tương tự không? Và nếu không phải thì tại sao nó lại đi lang thang qua đống đổ nát lúc 3 giờ sáng? Bạn nghĩ đó có phải là ma không?